Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em đề bài viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ bàn về sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 7 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe đoạn văn hay nhất. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao trong cuộc sống có người thành công, còn có người luôn thất bại? Sự thành công và thất bại có thể cần nhiều yếu tố. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất của người thành công và kẻ thất bại là ở ý chí của người đó. Ý chí là lòng kiên trì, nhẫn nại, bản lĩnh của con người khi theo đuổi mục tiêu của mình đề ra, cố gắng thực hiện lý tưởng dù gặp phải nhiều khó khăn, thử thách. Ý chí giúp con người mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, trưởng thành hơn trên con đường hoàn thiện bản thân cũng như đạt tới thành công. Cuộc sống luôn tồn tại những khó khăn thử thách mà chúng ta không thể lường trước được, có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ý chí kiên cường sẽ giúp chúng ta đối mặt với những khó khăn đó mà không hề lo sợ. Khi bước qua được khó khăn đó, ta sẽ có thêm nhiều bài học quý giá để hoàn thiện bản thân cũng như đúc rút được những kinh nghiệm mà người khác khó có được và không có bất cứ sách vở nào dạy ta. Ý chí không chỉ đưa ta đến thành công mà còn giúp ta rèn luyện nhiều đức tính tốt đẹp khác như kiên trì, dũng cảm, bản lĩnh, mạnh mẽ, v.v. Tất cả đều là những yếu tố hoàn hảo để ta hoàn thiện bản thân mình hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có những người sống không có ý chí, nghị lực, mới gặp chút khó khăn đã vội nản chí bỏ cuộc. Lại có những người sống dựa dẫm vào người khác, không biết cố gắng cho cuộc sống của chính mình. Những người này cần bị phê phán và thay đổi bản thân nếu muốn tìm được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Là một người học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần phải có ý thức vươn lên, rèn luyện cho bản thân mình một ý chí mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách. Mỗi ngày rèn luyện bản thân một chút, ta sẽ thấy được nhiều ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống hơn. Hết bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe.